Hello, xin chào mọi người. Làm vì đam mê HV đã quay trở lại. Và hôm nay công việc của tôi là san bãi chè. Hôm nay tôi san cả quả đồi này. Tôi hạ xuống từ trên đỉnh hạ xuống khoảng 1,5 m mọi người. Và chỉ hạ tí đỉnh và san vào cái chỗ đường làm lên đấy thôi. Còn mé bên kia thì là đồi nó cao tả lốc, tả ly nó dốc ấy. Mình san mình xuống thì nó lại cao quá mà nó sẽ sạt xuống đường bê tông. Tâm ra chỉ san được cái phần đường máy làm đường lên trên đỉnh đồi đấy. Tôi đang làm đường lên trên đỉnh và tôi sẽ múc đất để tôi quăng lại cái chỗ đuôi máy để cho làm sao mà nó thoải nó đều. Chứ mé bên mấy cái cây này là nó tả ly nó cao thế nó dốc rồi. Mình mà san nữa thì đất nó lại cao quá mà đất nó sạt hết xuống đường bê tông. Người dân đi qua lại người ta sẽ nói, người ta kêu. Trước mắt là tôi cào hết cây chè, tôi thu gọn về một chỗ. Và tôi sẽ vừa tự tạo đường, tôi trèo lên trên đỉnh đồi. Xong là tôi vừa cào cây chè và gốc chè cho gọn vào một chỗ, xong là sẽ chuyển đất ra bên cái chỗ mà đường mà tôi đang làm lên đây này. Để làm sao tạo thành một cái đồi chè nó thoải thoải để cho thuận tiện cho việc chăm sóc và trồng trọt, chăm sóc để làm sao cho cây chè nó, nếu cái đồi này nó lùm lùm mọi người. Đấy, bây giờ tôi đang làm đường lên trên đỉnh. Cái đồi này chủ chỉ muốn là san một nửa xuống thôi mọi người, còn là san cả quả đồi nó không có chỗ đổ đất mọi người ạ. Thế mà san để cho nó thoải bớt đi, không mà nó dốc quá là trồng trọt và chăm sóc và lúc mà thu hoạch nó cũng khó ấy. Thế là chủ chỉ bảo là bấm chia đôi quả đồi này, san một nửa thôi. Đấy, từ tới cái mé đầu máy đang múc ấy là chỉ múc tới đấy thôi và bấm sang đầu mép chè bên này, hất xuống, bấm xuống khoảng 1,5 m, hất đất xuống chỗ đường máy làm ấy để cho nó thoải và nó dốc nước mọi người. Thì công việc của tôi hôm nay là san bãi chè mọi người. Mùa này đồng lúa đang thời con cái xanh mướt rồi. Đồi chè này cũng đang tốt, đang ấy, nhưng mà nó cũng già, nó cỗi rồi, đâm ra này cũng muốn trồng đổi sang trồng chè mới cho nó năng suất hơn mọi người ạ. Mọi người hãy theo dõi cách tôi làm việc nhé. Mọi người xem mà thấy vui, thấy hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ làm vì đam mê HV nhé. Bây giờ tôi đang làm đường lên trên đỉnh, gần tới đỉnh rồi mọi người. Gần tới đỉnh rồi tôi sẽ cào chè và tôi sẽ vứt về một bên. Xong tôi sẽ múc đất chuyển xuống chỗ làm đường ấy. Tôi sẽ quăng xuống sát dưới mép đường bê tông ở dưới ấy. Tôi đang cào với cái chè cho luôn xuống chỗ lèn đường ấy. Xong tí tôi lấp đất lên, phủ lên lên cho chủ nhà đỡ phải nhặt. Vừa mất công mất việc ngoài này. Chủ nhà bận việc ấy. Đây, những cây chè nó cũng già, nó cỗi rồi. Rồi mà trồng nó không hiệu quả mấy nữa, làm ra là chủ nhà phá đi, xới lại bãi để trồng chè mới mọi người. Bây giờ tôi cứ cào những cái cây chè và tôi chúng cho xuống cái đường tôi vừa lên ấy, xong tí tôi sẽ lấp đất lên để cho đỡ phải mất công dọn nhặt, vừa vất vả lại vừa không sạch sẽ. Cây chè nó lùm nhôm ấy.
Thế mà du hết cần này cái chè các bạn, hai người phải mất mấy hôm. Nên thôi là sẽ chôn bớt đi, chôn đi mọi người. Do video này tôi quay từ lúc làm đường, lúc san xong bãi thì tôi những đoạn nào ấy thì ấy tôi tua nhanh đi để cho mọi người xem cho nó cô đọng nhá. Để cho nó có đầu có cuối mọi người nhá. Mọi người xem mà thấy rối mắt thì hãy thông cảm nhá. Vì không thể nào mà lưu giữ mọi người xem hàng mấy tiếng đồng hồ được. Cái đồi chè này tôi sới tôi san là mất vào 2 hôm đấy mọi người. 2 hôm nó vào mười mấy tiếng. 16 17 tiếng mọi người. Thế là tôi sẽ đoạn nào ấy tôi sẽ tua nhanh cho mọi người xem nhé. San ở những thế đổi dốc này rất là nguy hiểm mọi người ạ. Nếu mà anh em mà làm mà không cẩn thận nên nó nghiêng quá mình với gầu quá ấy, là có thể là lật máy ngay mọi người. Tại vì tôi đứng kiểu thế này là chỉ những người thợ lành nghề mà quen rồi thì mới dám đứng làm kiểu nguyên nghiêng này mọi người. Vì cái thế đổi này bắt buộc phải đứng theo nghiêng kiểu này. Bây giờ là tôi vừa đi tôi vừa giật lùi xuống đấy mọi người nhé. Đấy chứ mà căn làm sao để mình đan gầu với tầm dưới này làm sao mình với hết cái được kết nối với cái tầng trên vào lúc mình vừa san tới ấy. Không thì nó lại gồ ghề, nó lại thành một cái gân này đấy mọi người. Bây giờ vừa san là vừa sới luôn. Cái chỗ lúc tôi múc xuống bây giờ nó có lèn gành cứng ấy, mình sới lên. Thế bây giờ là quấn chiếu đấy, bây giờ là san sới và quấn chiếu làm chỗ nào được chỗ đấy luôn mọi người ạ. Tôi cứ tụt dần tôi tụt xuống dưới chân là xong.
Cây nhờ tôi đào cây mít mọi người, vì cái mít nó có cái chạc ra này mà gầu không luồn vào được thì bắt buộc là phải bẻ cái cành ấy đi. Mấy ông thợ mua gỗ mua cái mít này muốn để là cái chạc đấy, hay là nó vướng chưa cắt được, cứ bảo tôi du thì phải đào xung quanh hết thì chẳng đi du được chứ. Mà nếu mà không đào hết xung quanh mà không chặt được cái rễ xung quanh ấy, lúc mình du nó sẽ bị vỡ cây mọi người. Đấy, năm giờ người ta mua bao tiền này. Cây này người ta mua 8 triệu. Mình du vỡ của người ta. Đấy, khó nói, khó nói. Thôi cứ đào hết xung quanh ra cũng được. Đấy, cho người ta vậy, mình làm thế nào được. Ông cây nó vướng mình sới sáo. Cây này là chủ nhà bán cây cho người ta lâu rồi nhưng mà người ta chưa cắt. Gỗ bây giờ nó hiếm mà nó cũng đắt mọi người. Đâm ra bây giờ ta lấy gỗ ta muốn đào cả gốc mọi người. Tôi thợ mua cây nó muốn lấy cả gốc. Đâm ra là tôi đào giúp anh em mua gỗ.
Mọi người xem thấy vui, thấy hay thì thấy hữu ích thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Làm Với Đam Mê HV nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là quang cảnh bãi chè tôi san xong về đây. Và bây giờ là vào nhà chốt sổ và tính tiền mọi người ạ. Đấy là một quá trình san sới một bãi chè đấy mọi người. Hôm nay là tôi quay gọi là từ đầu đến cuối đấy, bãi chè này làm trong 2 hôm mọi người nhá. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.